Giá sinh viên, mỏng nhẹ, cấu hình ổn, MSI Team 15 B12 UCX, hot hit mùa Back to School của MSI 2024. Chất gaming nhưng thiết kế của Team 15 không quá hầm hố và sắc từng góc cạnh, em nói trông sẽ hiền hơn một chút, mỏng nhẹ hơn so với các mẫu laptop gaming tiền nhiệm của MSI. Với thiết kế nhẹ nhàng hơn cũng như là vỏ bọc bằng nhựa nên là nó chỉ nặng 1,85kg thôi. Và các bạn cũng có thể là mang đi học này, đi chơi, đi làm, đi cà phê, các thứ đều rất là nhẹ nhàng nhá. Màn hình của em nó thì sẽ là 15,6 inch, viền mỏng nên là sẽ có cảm giác là mở rộng được không gian làm việc ra hơn rất là nhiều. Bàn phím keyboard theo mình thấy là nó có một cái thiết kế khá là độc đáo khi mà có cấu trúc xuyên thấu. Chúng mình có thể thấy là có cụ phím WASD này được làm nổi bật lên bằng đèn neon, giúp người chơi game chắc chắn là sẽ điều khiển trò chơi nhanh chóng hơn và chính xác hơn. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có các phím mũi tên này, phím cách hay là phím nguồn cũng được thiết kế theo phong cách cyberpunk, nó theo hướng kiểu viễn tưởng và tương lai. Với Team 15 thì sẽ được trang bị đầy đủ các cổng kết nối để các bạn có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác. Ở cạnh trái sẽ có một DCI này, một USB 3.2. Ở cạnh phải sẽ có một cổng LAN, một cổng USB Type-C, hai cổng USB 3.2 và một jack audio 3.5. Ở cạnh sau sẽ có cộng thêm cả một cổng HDMI nữa. Điểm qua một chút về thông số của em nó thì chúng mình có CPU Intel Core i5 này, RAM 8GB, còn chống mút khe và các bạn có thể nâng cấp lên tối đa là 64GB, ổ cứng là 512GB và có thể nâng cấp hoặc là thay thế. Bên cạnh đó thì chiếc laptop này cũng sẽ có card Rotec 2050, màn hình thì có kích thước là 15,6 inch Full HD, tần số quét là 144 Hz, có tấm nền IPS, 45% LTSC và 65% sRGB. Mình nghĩ là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi khi mà mình đưa ra cái thông số cơ bản của MSI Team 15, đó là thấy thông số cơ bản của GF63 Team và Team 15 khá là tương đồng nhau. Thì sau khi mà mình sử dụng thì mình cảm nhận là đúng là nó có phần thông số khá tương tự nhau thật, nhưng mà sau khi sử dụng ý, thì mình thấy trải nghiệm về hai cái rõ nhất nhá mà các bạn có thể nhìn thấy được để phân biệt giữa GF63 Team cũng như là Team 15. Đầu tiên đó chính là về thiết kế. Với GF63 Team mình sẽ để hình ảnh ở đây nhá. GF63 Team thì sẽ có thiết kế hầm hố hơn, nó góc cạnh hơn, nó sắc nét hơn so với Team 15. Team 15 thì thiết kế nó sẽ hiền hơn một chút, bớt những cái phần góc cạnh đi rồi, cũng như là cái vỏ bọc của nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn với một điều nữa mà các bạn cũng sẽ có thể dễ dàng nhận thấy hơn, đó là về cái phần tản nhiệt. Sau khi mà mình sử dụng ý, thì mình cảm nhận được là cái phần tản nhiệt của Team 15 nó sẽ tốt hơn so với GF63 Team. Với Team 15 còn tích hợp webcam chuẩn HD720 nên là các bạn sinh viên mà học online này hoặc là người dùng tham gia các cuộc họp thì đều rất là ok. Điều này sẽ tăng cường được cái tính linh hoạt này cũng như là cái sự tiện ích cho người dùng. Như các bạn đã biết thì MSI Team 15 sẽ có tần số quét là 144Hz và card 2050. Nên ngày hôm nay chúng mình sẽ có hai tựa game để cùng nhau test xem là Team 15 sẽ hoạt động như nào nhé. Theo như chúng mình test thì với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, mức FPS trung bình sẽ rơi vào khoảng 130 đến 140 FPS thì nó khá là sát với thông số mà hãng đưa cho. Còn với tựa game Cyberpunk, một tựa game mà chip của AI hơn một chút thì cũng không thấy có hiện tượng drop FPS quá nhiều hay là bị xế hình. Và khi mua MSI Team 15 tại Hacom thì các bạn sẽ được tặng kèm một túi MSI trị giá 799.000 đồng, một phiếu bảo dưỡng vệ sinh PC laptop miễn phí trị giá 999.000 đồng và một chuột MSI trị giá 499.000 đồng, hoặc các bạn không thích chuột, các bạn có thể thay bằng túi chống sốc của MSI nhé. Một mẫu laptop gaming giá chỉ hơn 15 triệu thôi mà mỏng nhẹ này, cấu hình cũng ổn nên là đây hứa hẹn sẽ là một mẫu laptop gaming cực kỳ hot trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu các bạn cần mua MSI Team 15, lên ngay website của Hacom hoặc đến trực tiếp các showroom Hacom trên toàn quốc nhé. Còn bây giờ thì bye bye!